Những cái này mục hết luôn, sắt thiết rồi, mục bê tông cốt thép mục hết. Ta chỉ xây lên tới đây thôi là nó bỏ luôn. Đó, đây là khu nguyên khu nhà ma nha bà con. Đây, như chỗ này. Này có cột điện rồi nè, cột đèn này. Đường điện đi vô. Đây thì có căn nhà xây lên, nhà cũng rất là đẹp, nhà tắm luôn. Xây dở dang chắc xây lâu rồi. Rồi cũng bỏ luôn. Nhà buồn á. Hả? Buồn quá, làm chai, hai chị em làm chai. Vậy đâu bây giờ hơi già quá bác. Chị giống giống gốc miền Tây hả? Không, em ở đây, tại đây. Hai chị em nhìn giống nhau quá. Cũng xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Tuấn đang có việc đi ngang qua bên Long Thành, Nhân Trạch, Đồng Nai. Thì bây giờ Tuấn đang đứng ở đây là lô cao su đây bà con. Đó. Thì hôm nay Tuấn muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn một cái vấn đề nằm ở khu công nghiệp Nhân Trạch, gần khu công nghiệp Nhân Trạch. Thì ở đây là ranh giới giữa Long Thành và Nhân Trạch thì giáp nhau. Từ đây tới Nhân Trạch còn khoảng 6 km nữa. Bây giờ Tuấn đang ở đây là vườn rừng cao su nè bà con. Đó, cô bác. Đây. Thì trước mặt đây là có cột mốc. Đây là đường đường chánh, đường tuyến đường chánh Long Thành. Ở đây có một cột mốc đây. Đó, tới Nhân Trạch là 6 km. Thì hôm nay Tuấn muốn chia sẻ tới cho mọi người một vấn đề rất là đặc biệt. Trong Nhân Trạch, khu nghề nghiệp Nhân Trạch có một khu dân cư ma. Tại sao gọi là khu dân cư ma? Thì tí nữa Tuấn sẽ vô đó và lý giải cho cô bác và anh chị xem. Đó. Đó, dân cư ma nha. Ở khu này thì nguyên một con đường này là toàn là cao su không nè. Ở khu này thì cái rừng cao su này thì có những cái chòi. Những cái chòi để cho những người cơ nhỡ ta vẫn có thể ngủ được ở đây. Đó. Thì thực tế thì để tí nữa Tuấn quay á, thì quay nó cận cảnh hơn thì hay hơn. Đó. Bây giờ Tuấn cũng chia sẻ một phần nhỏ thôi. Đó, như những cái vườn cao su vậy thì vẫn có thể nương thân được cho những người cơ nhỡ không có nhà, không có đất á. Còn cái dân cư ma nó còn khủng khiếp nữa bà con. Bây giờ Tuấn sẽ mời cô chú anh chị và các bạn theo chân Tuấn. Bây giờ mình sẽ đi thẳng về phía trước. Đường này xe đầu kéo cũng nhiều lắm. Tuấn hôm nay Tuấn quyết định là lấy cái xe này đi. Đó, xe này để là Tuấn bỏ được mấy bộ đồ ở trong này luôn nè. Ví dụ như Tuấn đi đâu xa, Tuấn có thể đi 2 ngày Tuấn bỏ được 3 bộ đồ trong này. Không cần về nhà cũng được. Ví dụ lỡ mà không đi đường mà không về nhà được là Tuấn có đồ rồi Tuấn mặc. Rồi đồ nghề đồ này kia, máy móc, cục sạc đồ kia trong này. Rất là có lý nha. Nên Tuấn quyết định lấy cái xe này đi. Đó. Rồi thì đây là hướng đi vô Nhân Trạch đây mọi người. Đây, hướng này là mình đi thẳng là đi về Vũng Tàu nè. Hướng này rẽ trái là về Sài Gòn. Rồi hướng này là đi thẳng vô đây là huyện Nhân Trạch, kính chào quý khách. Đó, thì đây là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Đồng Nai. Rất là khu nhiều khu nghiệp trong này. Và dân cư thì cũng thưa thớt thôi chứ không đông. Thì bây giờ Tuấn sẽ đưa cả nhà đi đến khu dân cư ma nha. Đây, giờ mình sẽ đi thẳng vô luôn. Đang bắt đầu đi dần vô tới khu dân cư rồi mọi người. Thì ở trên đường là hai bên đường là thấy xe khách rất là nhiều luôn. Tuấn thấy xe khách nè, xe khách đời cũ rồi. Thấy xe này là chuyên chở công nhân nè, như một dãy luôn nè. Rồi xe công nữa, xe đầu kéo ở đây rất là nhiều. Và khu công nghiệp thì phải nói là mênh mông luôn, nguyên một dãy luôn, rất là rộng lớn, có từ rất là lâu đời rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng tới một đoạn nữa là sẽ có một cái bùn binh, mình sẽ rẽ tay trái vô. Thì ngay chỗ đó Tuấn cũng có một người anh em quen biết, không biết giờ này chắc người anh em đi làm rồi. Và bây giờ Tuấn sẽ đi tới cái bùn binh, xong rẽ trái vô khu dân cư. Bây giờ Tuấn đang tới đây là vòng xoay huyện Nhân Trạch, là vì cái đường này là mình đi thẳng vô đây một xíu là sẽ tới khu dân cư ma. Còn hướng bên này là đi thẳng ngược lên đây là ra lại ngã ba khu công nghiệp. Còn hướng này là đi về phà Cát Lái, Thủ Thiêm, phà Cát Lái để đi qua Sài Gòn. Và bây giờ mình sẽ đi thẳng về hướng này.
Nói chung là khu Nhân Trạch này mà cách đây cái năm 2018, 2019 ở đây phải nói là quá là sầm uất luôn, sốt đất kinh khủng luôn. Cái bà con là đổ xô về đây đi mua đất nền dự án rất là nhiều luôn. Bây giờ Tuấn mời cả nhà cùng đi thẳng vô bên trong này. Một phút thôi, mới từ vòng xoay vô thôi là đã thấy là một quán cà phê giỏng rồi, đã dẹp rồi nè. Đó, đây ngay vườn cây cao su luôn nè bà con, cô bác. Đó. Hai bên đường nhìn rất là hiu hắt luôn. Đất thì quá trời mênh mông luôn. Người thì không có đất, không có nhà để ở, phải ở gầm cầu. Mà đất thế bỏ hoang, thế phí rồi. Đây. Đó là một điểm đầu tiên. Bây giờ Tuấn sẽ mời mọi người đi vô sâu bên trong một xíu nữa. Đây, bây giờ mình đi thẳng vô hướng bên trong này. Đây là con đường đang dẫn vô tới tới khu vực nhà ma nha bà con, cô bác. Ở đây người ta trồng mì luôn nè. Đây bên phía tay phải nè, trồng cây mì, cây tràm. Gió quá bà con thông cảm cho Tuấn nha. Gió quá là lớn luôn. Đây nãy giờ Tuấn đi một dọc mười mấy gần 20 cây số thì thấy nguyên một cái dãy đường đây. Hai bên trồng là mì hết nè. Đây là người ta chia ra đường ranh giới hết từ dưới này. Còn bên này là trồng củ mì. Bao la bát ngát luôn, toàn củ mì hai bên. Đó, mọi người thấy nè. Dài luôn, tại vì cái đất này là đã làm rất lâu rồi nhưng mà không có ai vô đây xây nhà, không có ai ở đây hết. Và người ta để là trồng mì luôn. Đó, bởi vậy cho nên mới nói là khu này là khu ma. Thì không biết là ma có thiệt không? Ma sống hay là ma chết nằm ở đâu Tuấn không biết. Bây giờ Tuấn sẽ dẫn cả nhà lên tiếp thôi, thẳng tiến tiếp về phía trước. Lâu lâu thì mới có một chiếc xe tải đi qua thôi. Thì chỗ này Tuấn cũng đã từng đi rồi. Tuấn có một người anh em quen ở đây, Tuấn có chở dọn đồ nhà cho người anh em ở trong đây. Vô đây là tới nhà người anh em rồi mà không biết hôm nay người anh em có nhà không thôi. Với lại nhiều khi anh em đi làm á, mình nhiều khi điện rồi sợ anh em tới phải tiếp đón mình nhậu nhẹt rồi khi Tuấn cũng ngại, Tuấn cũng thấy sợ phiền á. Nên là đôi khi có những lúc mình cũng tế nhị á. Cũng giống như là có rất là nhiều cái câu chuyện để Tuấn sẵn đây Tuấn kể tâm sự với cô chú anh chị và các bạn luôn. Cái chuyện này là câu chuyện có thật ngoài đời luôn. Mình không phải là giảng đạo hay lý thuyết gì hết, nhưng mà nó quá là sự thật và quá là phụ phàng bà con à. Bây giờ Tuấn đã đưa ra một câu chuyện thì Tuấn mới học được cái bài học này. Thì cái câu chuyện nó là như vậy. Cái hành trình lịch trình Tuấn đi Huế đó, thì Tuấn mới học được một bài học rất là sâu sắc và rất ý nghĩa. Thì Tuấn chia sẻ lại cho bà con nghe. Thì Tuấn không nói tới ai, không được chạm tới ai hết. Nhưng mà Tuấn nói nè, nói đơn giản thôi. Bây giờ mình bước vô trong một cái chùa hay là mình đi giao lưu một cái chỗ đi, thì nó sẽ rất là giai cấp rõ ràng luôn nha. Y như thời bao cấp ngày xưa đó. Cái anh mà nhiều tiền, anh giàu, anh cúng nhiều, anh này kia, anh có tiếng, có đồ này kia, thì người ta sẽ khen anh. Đó là mình không phải nói đụng chạm nha, mình nói sự thật nha bà con. Người ta sẽ khen ông này ông có phước, phước lớn, mới có tiền nhiều để cúng, có tiền có này kia. Còn mấy người mà khổ nghèo là ở ác, không có tu. Còn người giàu là có tu. Thì ông ý anh nói, ảnh nói cái câu đó là mình công nhận là đúng. Đó, đúng là chính xác là như vậy. Nhưng mà mình là một người mà đã bước vô con đường đó đó, thì mình không nên nói như vậy, mà mình phải an ủi người ta. Ai mình cũng hòa đồng hết, người giàu mình cũng như là người nghèo. Mình không có khinh miệt, không chê bai ai hết. Ví dụ như ai mình cũng coi như một hết. Mình gặp người nghèo mình cũng tiếp đón như thế, mà người giàu mình cũng tiếp đón như thế. Người ta không cúng mình cũng tiếp. Và như nói chung là ai cũng như ai hết á. Thì đó là mới đúng là một cái sự giao tiếp đúng là con người, gọi là người đó là đúng người rồi, chuẩn mực á, ok đó. Chứ còn mà phân biệt giai cấp, người này mình mới nói chuyện thế này, người kia mình nói chuyện thế khác, là những cái hạng đó là coi như là mình nét bà con. Bà con của bạn Tuấn nét xa 100 cây số một giờ liền. Đó là Tuấn nói thẳng luôn. Mình làm YouTube cái mặt Tuấn quay đây nè, quay thực tế luôn đó. Quay có sao nó quay vậy, có sao mà nói vậy. Chứ mình không phải là YouTube giờ, mình không bao giờ giấu mặt hết á. Mặt mình lúc nào cũng quay lên, đưa lên là thẳng mặt mình đây. Có sao mà nói vậy cả nhà. Chứ mình đâu có bao giờ giấu mặt đâu. Bất cứ mình đi quay một cái trường hợp nào, giống vừa rồi mình đi quay tình hình chuối,
Đó, Tuấn cũng quay mặt lên, Tuấn đâu có sợ đâu. Có mình nói, không gì phải sợ hết bà con. Bây giờ, bởi vì nên cuộc sống bây giờ phân biệt nhiều lắm. Thì đúng, đồng ý cái anh mà ảnh tu, ảnh có phước nhiều thì ảnh giàu. Đó là công nhận là đúng. Nhưng mà ảnh đi sai đường, ảnh tầm bậy, tầm bạ. Cúng sai đường là cũng là mất hết tất cả. Mà làm sai đường mất tất cả, phải làm đúng. Không được khinh thường ai hết. Khi mà mình có rồi, cái trong lòng mình ngã mạn, mình nghĩ mình người khác là dễ rách, rồi xung quanh mình coi thường người khác thì rồi từ từ mình cũng mất thôi, chứ mình không còn đâu. Đó là thực tế là như vậy. Không phải là mình ganh năng ghét ở ai hết, nhưng mà mình nói lên một cái điều giờ là mình muốn phải gọi là công bằng. Ai với ai cũng phải như nhau hết. Không có cái gọi là cái tấm lòng phân biệt. Cái tấm lòng phân biệt thì thực tế ra thì quá là phũ phàng. Quá phũ phàng á mọi người. Đó, thì có câu chuyện Tuấn chia sẻ như vậy thôi. Rồi bây giờ Tuấn mời mọi người đi thẳng vô trong nữa để xem khu nhà ma như thế nào nha. Thì đây là mới khu mở đầu của khu nhà ma thôi. Còn vô trong nữa, còn nhiều cái còn hay nữa nha bà con. Bây giờ đây gió quá bà, mọi người thông cảm cho Tuấn nha. Thì đây là có chia ra đường mương rồi nè. Đường mương rồi, thì ngay đây cũng có một cái trụ điện. Đó, nhưng mà lại không có người. Đây có một căn nhà luôn. Một căn nhà người ta xây lên cũng đẹp lắm, mà không có ai ở, đang xây dở dang thì bỏ luôn. Cái trụ điện đằng trước nè. Để mà vô được thì cũng quay cận cảnh cho mọi người xem. Để bước qua cái đường này. Đây là nhà ở nè, phân lô rồi hết rồi. Mà có đúng một căn nhà thôi. Đây. Quay thực tế luôn nha bà con. Đây. Đây có những ngôi người ta làm móng hết rồi nè, mà ta cũng bỏ luôn. Đây. Như chỗ này. Này có cái cột điện rồi nè, cột đèn này. Đường điện đi vô. Đây thì có căn nhà xây lên, nhà cũng rất là đẹp, nhà tắm nè. Xây dở dang, chắc xây lâu rồi. Rồi cũng bỏ luôn. Cái khu này là Tuấn biết là từ năm 2018 rồi. Hồi đó là sốt dữ dằn lắm. Mà không biết là cái này là của ai thì Tuấn không biết. Đó, nhưng mà nhìn rất là uổng phí ha. Bên này, bên kia đường này, toàn là nhà, toàn là những cái trụ điện không. Bỏ hoang luôn. Đây, mấy cái này người ta cũng làm móng lên hết, người ta tính xây rồi nè, mà sao bỏ luôn nè. Không biết bỏ lâu chưa nữa. Mà cái ngôi nhà này đẹp thiệt mà uổng ghê, không có ai ở hết. Đúng là khu ma, khu nhà ma ngàn tỷ. Đúng là khu nhà ma ngàn tỷ luôn đó cô chú anh chị và các bạn. Rồi bên kia một cái nữa kìa. Bây giờ tôi chạy lên quay trực thực tế cho bà con cùng xem luôn nha. Bởi nói sao tiền đâu hết, nói toàn là tỷ tỷ ngàn tỷ không mà. Nhiều người đói khổ không có ăn, phải ở ngoài gầm cầu. Đây. Một dòng ra bên này thì thấy cũng những ngôi nhà xây cũng rất khang trang và đẹp, mà cũng không có người luôn. Đó. Nhìn thấy nghe tiếng lốt cốp giống như có ma sao đó. Giật mình luôn. Và thấy những bảng ấy rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi thẳng lên một khúc nữa coi. Quay thực tế cho bà con xem, không có phải là có cơ hội rảnh mới đi được vậy đó mọi người. Đây bên đây nữa nè. Quá trời đẹp luôn. Nhìn thấy cái cảnh này giống như cái bãi gì đó, không hiểu nổi luôn nè. Toàn là đất không, cột không. Đây những cái cột, những cái đơ móng có sẵn rồi. Không thấy người đâu, không thấy một bóng người luôn. Bởi vậy mới gọi là khu nhà ma đó. Bên kia thì thấy có bà con đang thu hoạch củ mì. Đây nữa. Rồi còn những cái cột điện này nó muốn mục xét luôn rồi, muốn rỉ xét hết luôn rồi. Đây, những cái cột điện này mọi người có thể thấy muốn mục hết luôn, muốn đổ luôn rồi. Mà không thấy ai hết. Rồi bên này thì thu hoạch củ mì. Cũng xây khá là kiên cố à, khá là to đó. Đây. Một căn nhà này thì thấy khá là kiên cố, khá là to. Mà cũng toàn hoang luôn, cũng không có gì hết. Đây. Này chắc lâu lắm rồi. Đây thấy có thờ ông địa, ông thần tài nữa nè. Ai người ta bỏ đây nè. Cái này xây chắc cũng lâu lắm rồi mà người ta bỏ đó. Bỏ hoang đó bà con. Bên kia một căn nữa nè. Rồi vòng trong cái khúc này. Nó
Nói chung là thấy rất là hoang sơ và vắng vẻ. Hoang sơ quá. Rồi tôi chạy lên một khúc nữa coi có gì nữa. Có một khu nhà này toàn là cây với rêu không ạ. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Tuấn vô khám phá. Ở đây thì Tuấn thấy có cái cục gạch này, nó đập ra là một cái cây. Ồ, cây này đốt, cây này khô mà nó mục lâu lắm rồi. Rồi đây thì cái nhà này là rất là lâu rồi này, những cái này nó mục hết luôn, sắt riết rồi, nó mục bê tông cốt thép mục hết. Ta chỉ xây lên tới đây thôi là nó bỏ luôn. Đó, đây là khu nguyên khu nhà ma nha bà con. Này, những cây xây lên dở dang người ta bỏ luôn này, rơm rác rồi. Rồi lên thành những cổ mối luôn. Vô đây không biết có sao không, nguy hiểm không? Đây. Cái con rắn rếp gì vô đây không? Đây thành những ổ mối luôn. Ổ mối nổi lên luôn. Có tắc kè mới chạy qua. Đó, bà con, cô bác bà con thấy không? Đây những cái đường điện âm tường cắt tường người ta làm lâu lắm rồi, cái này không biết là năm bao nhiêu. Đây, đường điện này đó, tường thì tiên tường đúc đàng hoàng nha, nó đúc cột rồi bê tông cốt thép rồi, nói chung là rất là kỹ càng luôn, đổ mê rồi. Đi sâu một trong một xíu thôi có gì không, sau này có những cái bồn này đó nè. Nhà làm rất là kiên cố chứ đâu phải đơn giản đâu, căn nhà này mà làm tên là tiền tỷ vài tỷ, không phải đơn giản đâu mọi người, không phải là một căn đâu nha, nguyên một dãy luôn, đây nguyên một dãy dài luôn, đó quá trời đấy không, đó nguyên một nhiều căn nhà lắm chứ không phải một căn nữa. Những cái cây này nó theo năm tháng thời gian lâu quá rồi nó đổ gãy luôn nè, đây những cái cây này. Khủng khiếp không? Tiền đâu mà khủng khiếp chứ trời. Đó. Đây là người ta móc dự tính là làm đường mương nhưng mà kế hoạch sau đó rồi ngưng luôn. Giờ thành cái đường hủng rồi, nhảy qua luôn. À, Tuấn đếm thử coi là bao nhiêu căn nha. 1 2 3 4 5 6 mười mấy căn á, những cái cột điện thì nó rủ xuống luôn rồi. Chắc có lẽ là những ngôi nhà này chắc cũng phải là 6 7 năm rồi đó. Mới mục nát như vậy, cỏ rêu luôn, không ai ấy hết. Đang xây dựng dang dở thì phải ngừng lại luôn, không biết là lý do gì. Rồi bây giờ chúng đi thẳng lên một xíu nữa coi, có gì nữa không? Là những công ty bất động sản rất nhiều, nhưng mà không thấy người, thấy đóng cửa hết rồi. Còn ở đây thì tôi thấy một ngôi nhà xây rất là đẹp, rất kiên cố, đi ra trái này. Đó, và khóa cổng luôn rồi, mà cửa nẻo rồi này kia, bể hết luôn, không thấy cái gì hết, cửa kiến rồi bể hết luôn rồi, khóa hết luôn rồi. Nhà này xây lâu rồi mà cũng hoang tàn luôn, không có người ở luôn, không người giữ luôn nha. Và bên này thấy củ mì như cây mì nhiều nè, người ta đang chặt thu hoạch củ mì. Đó, rồi bây giờ mình đi thẳng vô sâu bên trong này nữa luôn, một xíu nữa coi như thế nào. Bằng lăng thì tôi thấy dán những cái giấy bán đất chính chủ, lô nào cũng để dán chữ hết. Đây, bà con xem nè, đường này có đường hết rồi đó. Đây. Những cái cây là đều dán chữ hết, cây nào cũng có chữ hết, bán đất giá rẻ luôn nè, nè những cái cây nè. Đây là có công ty, đây là có công ty. Ở đây á, đặc biệt Nhân Trạch này, bà con người dân ở miền Tây lên đây làm công nghiệp, công ty cũng rất là nhiều. Thì nếu mà ở đây mà đi ra làm khu nghiệp thì quá hợp lý luôn, nhưng mà không biết là sao mà đất nhiều như vậy mà lại không có nhà ở, không có người ở luôn, không hiểu nổi luôn. Đây, có nguyên một cái dãy này nè, đất không là đất, bát ngang luôn. Phải nói là khủng khiếp thiệt chứ. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra đó. Ồ, những cái cây bằng lăng đẹp quá trời luôn nè. Trời ơi. Rồi cây hoa cỏ lâu nè, mọc kín luôn. Đó, nè, bà con nhìn nè.
cây mì nè, nguyên một cái dãy này người ta trồng nguyên một cái hàng bằng lăng luôn. Ở đường này mà ban đêm mà đi chắc hơi ớn lạnh á, gọi là khu ma mà. Nếu mà dân ở Nhân Trạch là chắc biết khu này. Khu này ban đêm đi cũng hơi ớn lạnh nên phải dẫn chơi thôi. Thôi, Tuấn đi để Tuấn quay cái thực tế cận cảnh cho mọi người xem. Những cái trụ điểm này là trụ điểm kinh doanh đất này, không có một người luôn. Đất thì bạc ngàn á, chứ không phải là không có đất đâu. Đất ở biết bao giờ mới hết, nhưng mà biết bao nhiêu người phải ở gầm cầu. Người có tiền, có nhà, có của, có gọi là, người ta nói câu gì quên rồi, sinh ra từ vạch đích ra thì người ta cũng có người hiểu, người không hiểu. Sinh ra vạch đích thì mình muốn làm gì cũng được hết. Còn mình sinh ra từ dưới móng chân thì mình phải tính toán từng ly từng tí. Thì cái đó là cái phước cái phần thôi, đúng không mọi người? Phần nhưng mà mình cũng không nên khinh thường ai hết. Dù người ta có là cùi đuôi sức mẻ, mình cũng không khinh thường bất cứ một ai hết. Ai cũng là người hết. Không nên gọi là thượng đội hạ đạp. Người ta nói có dùng câu là thượng đội hạ đạp á. Đây, cái trụ điểm này. Nhìn nó hoang tàn gì đâu, cây khô rồi cối. Đây là Tuấn đi là để quay thực tiếp, trực tiếp cho bà con trên mọi miền cùng xem và phân tích và những cái thực tế nhất của đời sống. Không hề có một ít chân biến hay là gì hết, mà chỉ muốn nói lên sự thật bây giờ như thế nào thôi. Ồ, bên này đi cây rồi. Thấy người ta đốt luôn nè. Đây bên này. Ồ, đốt rụi hết luôn. Cỏ mọc quá trời luôn nè. Rồi mấy cái cây này người ta trồng lên. Trồng lên người ta đốt luôn. Ồ. Mấy cây này người ta nhổ luôn. Nhổ bỏ luôn. Đây. Quá trời cây luôn. Nước để chữa nè. Hình như mới đốt sao á, nước người ta chữa cháy. Tại em thấy đốt. Ừ, ai đốt quá trời luôn nè. Ở trên kia nó cũng đốt quá trời, khúc trên nè, khúc nào cũng. Chị ở đây luôn hả, gần đây luôn. Không. Em với Long Thọ đi vòng vòng luôn trai. Dạ. Chạy nè, chạy nghe nó ngay chỗ quán cà phê gì nè. Đốt khối. Quá trời luôn mà nãy giờ em đi là em thấy có những ngôi nhà mà thấy không có người gì hết. Nhà quá trời luôn. Nhà quan sao? Nhà quan ở đây không ai ở hết. Đất này là có lâu rồi, nhà có lâu rồi không chị? Em không biết nữa, tại vòng vòng lụm chai, nhà một nửa lụm chai. Đang đi trên đường gặp hai chị. Khu này là khu hầu như là người dân ở Sài Gòn về đây ta mua đất là nhiều. Chứ dân ở đây thì dân cũng... ở đây mình ta bán thôi. Ủa, ta bán thôi. Em đang đi ký sự cuộc đời. Em là bên bên bộ. Làm như ta mới đốt thì cái này nó phí quá, cây nó trồng cái nó đốt, đốt rồi mới trồng cây khác rồi gì sao? Đốt hình như đốt để trồng cây khác hoặc là người ta về ta xây gì. Ủa, đó. Mà cái này nó đâu có trồng ở dưới đâu. Trồng trên nó hả? Trồng vậy không, nó nhổ lên thôi chứ gì, nó đốt chi. Năm nay thấy tình hình này thế. Hồi nãy đi thì ở ngoài kia thấy toàn là nhà không, còn trong đây thì cây không này. Rồi đốt bỏ nữa. Đây. Đây những cái cây này, những cái này đốt hoang tàn hết luôn. Khủng khiếp không? Rồi chúc chị hai chị may mắn à, vui vẻ à. Hai chị ở Long Thọ cũng gần mà. Nhà em buồn á. Hả? Buồn quá, lụm đi chai, hai chị em lụm đi chai. Lụm về đâu bây giờ, thôi bây giờ bà bán. Dạ. Chị giống giống người gốc miền Tây hả? Không, em ngửi đây, tại ngửi đen á. Dạ. Hai chị em nhìn giống nhau quá. Dạ. Chúc hai chị vui vẻ. Đi trên đường gặp hai chị cũng vui, nói chuyện tâm sự xíu. Bây giờ mình sẽ đi thẳng ra đây một xíu nữa coi, có gì không? Hồi nãy không phải nói chứ hú hồn á, nãy tưởng đâu là gặp ma không à. Đang đi gặp hai chị đó, thục thục cái đầu ra. Đang quay rồi hết hồn luôn. Ai ngờ đâu là hai người đẹp. May quá, tí nữa là hết hồn rồi. Tưởng đâu ở trong này đang đi lạc qua đây hoang vắng vậy mà không lẽ có ma. Mà là ma sống. Ma sống mà còn đẹp gái nữa, chết luôn. Mình nói giỡn chơi, mình nói là bên bộ thôi chứ không có bộ gì đâu nha cả nhà. Nhiều khi nghĩ mình là bộ thiệt nữa là chết. Bây giờ đi thẳng vô đây một xíu nữa.
Ờ, có một chiếc biển số 66 đồng ta miền Tây, một chị gái mới chạy qua. Mà 66 hình như là ở Đồng Tháp. Thì những con đường này đều có tên hết rồi nè, có đường đặt tên rồi này kia hết rồi. Nhưng mà vì một lý do gì đó sao đó người ta không xây và không ở nữa. Buồn ha. Đặc biệt ở dưới này là người miền Tây ở cũng nhiều lắm, người gốc miền Tây. Miền Bắc cũng có nữa, giờ miền Tây thì nhiều hơn. Rồi đi thẳng lên đây xíu coi. Này thì có một trung tâm dạy nghề. Trung tâm dạy nghề của Minh Trạch. Nói chung là nhìn rất là hoang tàn, không có gì đặc biệt hết. Dường như là mình quay ra lại cái chỗ hồi nãy rồi nè, cái chỗ ngôi nhà hồi nãy nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi hướng khác nữa coi, đi thêm mấy hướng nữa, mấy đường nữa coi sao. Vô bên trong đó thì bên phía bên đó có một cái miếu bà. Miếu bà thì cũng có mấy người ở đó coi ngó. Ở ngay đây người ta đốt quá trời luôn nè. Ồ, ta đốt quá trời luôn, ở trong kia cũng đốt nữa, ngoài này cũng đốt nữa. Và đặc biệt là ở con đường này là tôi thấy là những xe dạy lái rất là nhiều luôn. Hãy dẫn thấy xe dạy lái không à. Ở đây người ta đốt uổng quá. Đốt hết luôn, nguyên một cái dãy này đốt hết luôn. Như cỏ lên quá người ta đốt á. Mùa này nắng gắt nữa, khô hạn nữa, cỏ khô người ta đốt luôn là rất là tiện lợi luôn. Khỏi phải làm cỏ. Dòng thì Tuấn đi dòng ra cái hướng bên này á, thì thấy là khu này có khu công nghiệp á, thấy người ta bà con mua bán cũng nhiều. Đây có quán cà phê dỏng, thì vô đây nằm nghỉ một xíu. Đây bên này trước có một chiếc xe đưa rước công nhân nè. Là bên này mình đi thẳng ra là bên này là khu công nghiệp, có xe công đậu để bốc hàng nè. Vô đây kêu ly nước mía uống nằm dỏng, cũng rẻ lắm, 10.000 ly à. Đây. Ly nước mía 10.000. Mà rất là nhiều nước luôn nha, ly bự luôn á. Uống không hết luôn, quá trời luôn, rẻ bình dân. Khu này cô là người Bắc. Nói chung là khu Long Thành, Nhân Trạch này người tứ xứ nhiều. Đây mua bán phế liệu luôn, đủ thứ. Rồi bây giờ tí nữa mình sẽ nghỉ mát xíu, tí mình chạy lên trên này coi có gì không. Đang đi ra ngược lại hướng này là hướng đi về làng cổ Phú Hội nha bà con. Trên đường thì thấy mọi người là bán cô bác bán trái cây rồi bán đồ trên đường rất nhiều. Này gọi là chợ Chòm Hổm, khu công nghiệp á. Đó, bán trứng bán đồ đủ thứ hết. Em nữa nè, đủ loại hết. Đây là cây xăng Tín Nghĩa, là đây là đụng cây xăng Tín Nghĩa rồi mình đi thẳng luôn. Ủa có chiếc SUV đẹp quá. Thẳng ra làng cổ Phú Hội. Ồ, bán quá trời luôn, đầy đường luôn bà con. Ồ, đủ loại hết ha, xoài rồi trái cây rồi rau đủ loại hết, bán trên ngay cổng công nghiệp. Cá mắm rồi nói chung là đây là khu công nghiệp Nhân Trạch rất là lớn luôn. Ồ, đủ loại hết. Rất là vui ha cả nhà. Ồ, cái cảnh chợ Chòm Hổm nè. Ở đây có bán đu đủ nữa, trái đu đủ nè. Chế đủ bán lên. Thơm nè. Chợ đêm Phước Thiền, đây là chợ đêm Phước Thiền. Mình đi thẳng lên đây một xíu là tới đâu đây. Cực kỳ luôn nè. Đủ thứ hết. Kính thưa các loại luôn. Đường này khá là lớn à, hai bên đường. Bây giờ Tuấn đang về tới đây là chợ Long Thành rồi mọi người. Thì bây giờ nãy giờ cũng đi một vòng thì đó, xem cái tình hình ở quay khám phá cái khu công nghiệp Nhân Trạch và khu nhà ma cho bà con cùng xem rồi. Thì Tuấn hành trình giờ Tuấn quay đầu về lại nhà. Thì cái khu này là khu chợ đêm, ban đêm ta bà con buôn bán rất là nhiều. Bên này là hướng này là cửa Tây. Còn bên phía bên kia chợ Long Thành thì cũng có cửa Đông Tây Nam Bắc vậy đó, giống như chợ Bến Thành vậy đó. Đây. Bên này là bên đường quốc lộ.
quốc lộ đường cũ, còn bên phía bên này là đường tránh đó. À, bây giờ Tuấn quay đầu về, Tuấn mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những cuộc hành trình tiếp theo luôn. Có những gì thú vị Tuấn sẽ ghi hình lại cho bà con cùng xem. Rồi chúc cả nhà mà thật là vui vẻ và nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cả nhà. Nếu thấy hay và ý nghĩa hãy cho Tuấn một like đăng ký miễn phí ủng hộ để động lực tinh thần Tuấn làm thêm những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.